Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Toy Channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với dòng đồ chơi Gundam các bạn. Nhưng mà không phải là một dòng về Hybrid, Real Ray hay là Master Ray các bạn. Đó là những dòng về SD thế hệ mới ha. Điển hình ở đây chúng ta sẽ có những nhân vật ở trong Sengoku Soket Sudden và cái series mới nhất về Gundam World Hero các bạn. Rất là hay luôn nha. Cái phim này thì đang chiếu trên Gundam Info nha các bạn. Mấy lần trở lại lần này thì có lẽ trong một tập thì mình sẽ làm một con ở trong World Hero và 2 đến 3 con ở trong Sengoku Soket Sudden nha các bạn, để chúng ta bắt kịp được tốc độ ra để những cái nhân vật mới ở trong cái series này nha. Và có lẽ mình sẽ hoàn thiện full series này ở trên kênh Toy Channel luôn các bạn. Đây cho các bạn so sánh giữa chiếc hộp mới và chiếc hộp cũ. Ở chiếc hộp mới chúng ta có Edward cùng Ngộ Không được thiết kế lại theo cái một hình dạng mới rất là đẹp các bạn. Ở series cũ thì nó tương đối, nó flat ha, nó phẳng và nó 2D hơn các bạn. Nhưng mà nhìn chung thì cũng rất là ok. Phía cạnh dưới thì chúng ta sẽ có số thứ tự phát hành của những em này. Ngộ Không là ở số 1 và em Châu Du này ở số 23 các bạn. Tại sao mình làm em này? Vì có khá là nhiều bạn comment trong những cái video về Sengoku Soket Sudden của mình nói mình làm về em này rất là nhiều luôn các bạn. Còn đây là mặt hông, chúng ta sẽ có những cái hình ảnh mà đã hoàn thiện xong của những em này ha. Và đặc biệt khi mà các bạn xem về cái series này các bạn, đây những cái hình ảnh này là chúng ta chỉ tham khảo cho vui thôi ha. Chứ mà để ráp ra được thành nguyên vẹn một con mà gọi là đẹp như thế này thì chắc là chúng ta phải custom hoặc là sơn lại mới ra các bạn. Cách đóng hộp giữa hai cái thì cũng không có gì là khác biệt quá nhiều các bạn, vì đây là những cái em SD mà nó cũng tương đối là cơ bản thôi. Hai tờ poster hướng dẫn và một số cái render. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắp ráp và review kỹ hơn về hai em này sau khi hoàn thiện nha. Ok, let's go. Và cuối cùng mình cũng đã hoàn thiện xong các em Ngộ Không này các bạn, một cái em Gundam thế hệ mới ha. Và đây là một cái nhân vật chủ chốt ở trong Gundam World Hero trong cái phần mới này các bạn, vì tập nào cũng xuất hiện em Ngộ Không ha. Thì trong phim mà Ngộ Không bị mất trí nhớ do một cái tai nạn nào đó, nhưng mà trong người của Ngộ Không có một cái sức mạnh rất là khủng luôn các bạn. Và có thể nói đây là một cái em Gundam nhiều cái gimmick biến hình nhất ở trong cái World Hero nữa luôn. So sánh một tí xíu về tỷ lệ so với lại Sengoku Soket Sudden thì tương đối có chiều cao đồng bộ với nhau. Mình rất là thích những cái chiều cao của những cái em Gundam nó bằng bằng như vậy đó các bạn. Rất là khó để kiếm cái điều này ở trên những cái dòng Hi-Ray ha. Tuy là chi tiết những cái em SD này thuộc theo dòng Chibi thôi, nhưng mà nó là SD thế hệ mới các bạn, được làm nó cao lớn và nó nhiều chi tiết hơn những cái SD thế hệ cũ rất là nhiều luôn. Là mình bất ngờ ở Gundam World Hero nữa là trên Ngộ Không của chúng ta các bạn có thể là kèn cái tư thế đá này. Cái điều này rất là gọi là rất là khó trong những cái em SD lần trước luôn các bạn. Kể cả một cái em mảnh mại như Tôn Kiên cũng không thể nào mà làm tư thế đá như thế này được ha. Đó là Ngộ Không thì không thể thiếu cây thiết bản các bạn. Đây nhìn nè, vừa rất là đầy đủ, rất là tiêu chuẩn, rất là đồng bộ với lại các em Ngộ Không như chúng ta luôn các bạn. Không thừa cũng không thiếu ha. Cây thiết bản này thì chúng ta sẽ còn có những cái gimmick biến hình các bạn, như là đính hai kèm hai cái này vào đây để tăng cái chiều dài cho vũ khí cũng như tăng thêm cái tự hoành tráng cho cây thiết bản này các bạn. Cái đầu này chúng ta có thể bẻ ngược lại đó, như vậy nhìn nó sẽ cũng đẹp hơn rất là nhiều luôn đó các bạn. Biến độ cử động của em Ngộ Không này thật là tuyệt vời luôn các bạn. Chúng ta có thể tạo tư thế cầm cây thiết bản bằng hai tay như thế này. Nếu mà các bạn nào có coi phim hoạt hình đó, thì chúng ta có thể biết Ngộ Không có đến 5 dạng biến hình ha. Ở dạng bình thường, dạng hóa khỉ, dạng chư bát giới, dạng sa ngộ tịnh và một cái dạng chiến đấu mạnh nhất của Ngộ Không là dạng này các bạn. Đó, dạng có một cái chiếc mặt nạ là khỉ các bạn ở trên đầu như thế này. Đó, những cái chân có bắt lửa, phần đầu cũng có những cái bắt lửa ở đây nè các bạn. Đó, đây là gimmick biến hình mạnh nhất của Ngộ Không ha. Còn đây mới là ở dạng hóa khỉ khổng lồ nè các bạn. Đó, những cái gimmick nữa bạn thấy không? Cái mặt nạ được thay rồi, hoàn toàn bằng mặt nạ khỉ nha các bạn. Đó, phần bàn chân cũng được tách những cái bắt kia ra, rồi nó còn bé xíu vô đây, giống như bàn chân khỉ vậy các bạn. Và những cái bàn tay này, những cái ngón tay cử động được nha các bạn. Nó có một cái khớp bi ở trong đây nha. Nhìn rất là hoành tráng luôn. Nhìn cái cặp bàn tay này làm mình liên tưởng đến lại một cái em đó là Trương Phi God Gundam các bạn. Và trong tương lai mình cũng sẽ làm cái em này nha. Và nãy giờ các bạn thấy cái Ngộ Không này thiếu thiếu đúng không? Là do mình dán sticker chưa hết. Còn bây giờ mình sẽ đem em Ngộ Không này đi custom lại một tí xíu về những cái bắt gạch màu vàng này các bạn. Nói chung là các bạn nào mà chỉ sơn cơ bản á, giống như mình á, thì có thể thực hiện những cái bước này tự động tại nhà ha. Thì cái con Gundam của chúng ta sẽ đẹp hơn rất là nhiều bạn. Ok, để vài giây nữa mình sẽ quay trở lại nha. Đây là thành quả sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi sơn phết phết đó bạn. Bên phải trái mình đây là Chuyu Akatsuki, ở giữa là Ngộ Không Impulse Gundam, và cuối cùng là mã siêu Barbatos đó bạn. Cái mà điểm mà mình thích ở những cái con Gundam SD này không phải là do cái độ chi tiết hay là độ khớp hoàn hảo hay là do nó có tư thế mô hình nhiều. Cái đó là hoàn toàn là những cái yếu điểm của SD các bạn. Nhưng mà cái mình thích đó là cái sự đồng bộ ha. Đây, mình xếp nguyên một clip mà mình đã sưu tập được cho các bạn xem nè. Các bạn, toàn bộ các bạn nhìn nè. Không biết ở trong cái tiêu chuẩn của Hybrid hay là Master Ray hay là Real Ray gì đó,
nó có khác nhau nhiều không, nhưng mà ở trong SD thì hoàn toàn nó đồng bộ với nhau các bạn, về chiều cao lẫn là chiều rộng đồ các thứ ha. Nó chỉ khác nhau những cái họa tiết thôi các bạn, cho bạn coi cận cảnh nè, những cái họa tiết đều khác nhau nha, không có cái nào mà giống nhau hết các bạn. Coi cận cảnh 360 độ kem Choyu Akatsuki mà mình sơn đó các bạn, nhìn nó vàng từ trên xuống dưới luôn nha các bạn. Trông có giống như con Fenix thế nào ấy, mà mình thấy nó còn chất lượng hơn nữa các bạn. Cái bắt màu đỏ clear trong suốt như thế này làm cho những cái con Gundam của chúng ta trông nó tương phản rất là nổi bật luôn các bạn. Và em Choyu này là một trong những cái em Gundam ở trong Tam Quốc là đánh tầm xa nha các bạn. Có một cái khẩu súng như thế này thôi, nó được gọi là Hayakurai ha. Và cái gimmick duy nhất của khẩu súng này là gắn những cái bắt lửa các bạn, cho nó thành một cái chùm tia bắn dài ra như thế này. Ok. Okay, nhưng mà thực sự là mình không thích mà trưng bày cái kiểu mà action vũ khí đâu. Mình thích mà dùng những cái bắt lửa này các bạn, làm cái bắt của em Gundam nha. Và nếu mà đúng thì em Choyu của chúng ta sẽ có một cái khiên đỡ như thế này các bạn. Đó, để gắn vô tay như thế này. Một bên là bắn ra tia lửa và một bên cầm khiên nha. Nhưng mà cái khiên này còn một cái tác dụng nữa, mình không thích nó làm đỡ thì mình sẽ đưa đằng sau phần bắt các bạn. Đây, chúng ta sẽ có phần bắt khá là đẹp các bạn. Và phần này chúng ta chỉ cần việc đính vào lưng của em Choyu này thôi. Và sau đó cái góc nhìn từ phía trước và góc nhìn từ phía sau rất là đẹp luôn các bạn. Cho bạn so sánh bắt giữa ba em, những cái em mà có phần bắt thì đẹp hơn rất là nhiều luôn các bạn, kể cả em Triệu Vân nữa nha. Đó, Triệu Vân không có bắt thì nhìn phía sau cũng rất là đơn giản luôn các bạn. Còn những em mà có phần bắt phía sau nữa bạn, rừng rất chi là này nọ luôn á nha các bạn. Đó, kể cả phía trước hay là phía sau gì đều đẹp hết các bạn. Thì nói đến đây thì nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao mình không làm về những cái dòng High Ray hay là Master Ray. Thì có lẽ trong tương lai mình sẽ làm các bạn. Nhưng mà từ đó đến giờ mình có một cái mong ước là bên Bandai họ sẽ gom hết tất cả Gundam lại vào trong một bộ phim các bạn. Và cuối cùng cũng thành hiện thực, nhưng mà đáng tiếc là nằm trên những con SD. Nhưng mà những cái SD này đều được làm lại ở thành thế hệ mới các bạn. Nhìn nó không có kiểu mà, tuy là cũng chibi á, nhưng mà nó không phải chibi quá mức như những cái con SD mà thế hệ trước ha. Và các bạn nhìn nè, nó có một cái tỷ lệ sai nhất định. Giống như em Lữ Bố Shinanzu này được dựa trên hình tượng của Shinanzu. Thì những các bạn nào là fan cứng của dòng Gundam không biết Shinanzu ở cái High Ray hay là Re-Ray hay thậm chí Master Ray các bạn, nó sẽ có kích thước cao lớn hơn những cái em mà High Ray đồng loại hơn rất là nhiều. Nhưng mà còn ở trong đồ chơi Gundam, các bạn nhìn đó, nó bằng nhau hoàn toàn luôn các bạn. Đó, kể cả Astray, kể cả Akatsuki hay kể cả Shinanzu, các bạn thấy nè, không có một cái sự khác biệt nhiều, chỉ có khác nhau về những cái chi tiết màu sắc thiết kế của những em Gundam của chúng ta thôi các bạn. Theo chúng ta sẽ đến với một cái thành viên trong Dragon Watch, đó là em mã siêu Barbatos các bạn, được lấy từ hình tự của một em Gundam rất là mạnh trong dòng IBO luôn, Barbatos Lobus các bạn. Đây các bạn nhìn thấy là những cái chi tiết mà giống Barbatos là phần chân nè. Hình như là có phần chân đó các bạn. À, còn đặc biệt có một cây chì nữa rất là quen thuộc luôn nha các bạn. Và ra cho các bạn coi cận cảnh em Barbatos của chúng ta rất là đẹp luôn. Những cái phần vai có những cái họa tiết mà đầu lân hay đầu rồng này nè các bạn. Những họa tiết trên váy ha. À, còn một cái nữa giống như là của Barbatos, đó là chiếc đuôi nè các bạn. Nhưng mà một điểm đáng tiếc các bạn, nếu mà chiếc đuôi này được làm như Ngộ Không thì nó sẽ giống hơn Barbatos rất là nhiều. Đó, là có thêm một cái đầu nhọn ra phía này, có một phần dẫn ra đây nè các bạn. Nhưng mà ở đây không có ha, nhưng mà ok cũng được. Ngộ Không thì bản chất là một con khỉ mà, cho nên có cái đuôi là bình thường. Còn Barbatos thì như vậy là rất là ok các bạn. Một cái điểm nữa mình thích ở em Barbatos này là một tướng cận chiến các bạn. Ngoài trừ cái chùy này thì chúng ta còn hai cái vũ khí nữa rất là lợi hại, đó là hai bên tay cái em Barbatos này các bạn. Phần này có thể mở ra được như thế này nha. Nó giống như là cái móng vuốt của Barbatos ở ngoài đời thật đi các bạn. Nhưng mà ở đây thì bên nhà thiết kế đã cho nó biến thành một cái phần mà ở đính ở hai bên tay trông rất là ngầu luôn các bạn. Xem kỹ thiết kế cái phần vai của em Barbatos này nè, rất là thích luôn nha. Trong tất cả các em luôn các bạn, kể cả em Ngộ Không thì cũng không có một cái thiết kế mà độc đáo đến như vậy ha. Bắt không phải là điểm mạnh của Barbatos, cho nên mà nó được dùng để đính cái thần chùy này khi mà không sử dụng cũng rất là ok luôn đúng không các bạn. Đó, nhìn như thế này. Các bạn nào muốn quan tâm và muốn hiểu được cái cốt truyện về những em Gundam này thì chúng ta có thể lên trang vn.gundam.info. Ở trên đây có rất là nhiều thông tin đó bạn, có movie nè, hiện tại đã ra đến tập 18 rồi ha, của SD dub đó bạn. Hoặc là chúng ta có thể coi được những cái tuyến nhân vật ở trong cái này nè các bạn. Đó, có gồm có Ngộ Không, Impulse, Gundam nè. Hay là rất là nhiều luôn, có những cái quảng cáo sơ bộ ha. Và có những dạng biến thể của em Ngộ Không các bạn. Hoặc là chúng ta có thể coi lấy cái lịch phát hành của những cái em Gundam này sắp tới các bạn. Sắp tới thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều cái em ra trong series này nha. Đặc biệt thì đối với những bạn nào yêu thích Ngộ Không, nếu mà muốn có tất cả những cái loại biến thể ở trong một bộ bạn, thì chúng ta đợi cái bộ Set Hero Wukong Impulse Gundam DX Set này các bạn, được phát hành vào khoảng tầm đâu đó tháng 9, tháng 10 gì đó ha.
thì chúng ta sẽ có một bộ bàn và mức giá nó vào khoảng tầm mình nghĩ nó gấp đôi cái con Wukong hiện tại các bạn. Nó khoảng 360 đến là 400 thôi, cỡ đó bạn, mình dự đoán là vậy. Vì do mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh, đang ở tâm dịch, rất là khó để ra ngoài để mua những cái món đồ chơi dòng cao hơn để review cho tất cả các bạn. Cho nên tận dụng những gì mình đang có ở những dòng SD này. Ở trong video sau các bạn, mình muốn làm về những nhân vật nào, mình sẽ làm 6 nhân vật cho một video nha các bạn. Thì các bạn yêu thích hãy comment phía dưới video tên của nhân vật bạn yêu thích mình muốn mình làm. Đừng quên kèm theo 3 con số bạn cảm thấy may mắn nhất đó bạn. Vì trong cái video sau đó mình sẽ dành tặng cho bạn hai bạn may mắn nhất đã đăng ký kênh Talk Channel đang xem video nha bạn. Đó là một trong 6 con Gundam này. Nếu những bạn nào mà trúng cái kết quả đó bạn sẽ được chọn một trong 6 em ha. Mình sẽ gửi về tận nhà bạn theo đường bưu điện hoàn toàn miễn phí các bạn. Và cái video sau thì mình cũng tiếp tục với quay thêm hai em nữa nha các bạn. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây. Nếu thấy hay thì mình xin một like và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh Toy Channel ra thêm nhiều video như thế này nữa. Để chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch khó khăn nè. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.